bốn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đứng cùng với lại chú Ba Nhân là kỹ sư hai lúa xây dựng rất là nhiều cầu ở miền Tây luôn cô chú ơi. Hôm nay thì hai chú cháu con đang có mặt tại cây cầu kênh 600. Dạ, thì chắc là cô chú nhìn lúc này thì cứ nghĩ là cầu đã được làm rồi đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Giống như hôm trước con đã giới thiệu thì ở đây có đến hai cây cầu kênh 600 lần cô chú. Một cây là chú Ba Nhân cũng đã bắt vào mấy tháng trước, cũng là năm 2023 luôn nè. Mình nhìn đây mình có thể thấy nè, cũng là 2023 luôn. Là mấy tháng rồi chú Ba? Cầu này làm cũng 4 5 tháng rồi. Dạ, 4 5 tháng rồi cô chú. Thì sau khi mà cây cầu này được hoàn thành á, nhìn cây cầu phía bên kia nó cũng đã hư và sập sệ rất là nhiều, cho nên là ai cũng thấy thương và ai cũng muốn giúp đỡ hết. Hôm nay thì cầu đã làm được 2 ngày rồi. Thì để biết là quá trình làm cầu như thế nào thì con cũng đến đây để mà theo dõi cùng với lại chú Ba, cho cô chú anh chị các bạn được biết rõ hơn về cái quá trình mình làm cầu kênh 600 nha. Hôm nay thì hai chú cháu đi qua đây á, tại vì hồi trưa giờ trời mưa cô chú, cho nên là đường ở phía bên kia thì đi không có được. Mưa là nó sẽ bị sình lầy á, đường là đang trong quá trình làm, cho nên là mấy chú cháu phải đi phía đường bên đây rồi mình bơi xuồng qua. Dạ. Giờ này thì mọi người về hả chú Ba? Mưa làm không được, mới về. Dạ, mọi người đã về rồi, tại vì con vô giờ này cũng chiều á, chỉ còn chú Ba giám sát công trình thì ở lại thôi. Điện là mình cũng kéo qua luôn hả chú Ba? Bên này kéo qua, xong xong luôn đó, kéo qua xong luôn. Dạ, chú đó cho mình nhờ chú Đặng là miễn phí luôn hả chú Ba? Từ thiện luôn. Từ thiện cho mình kéo điện qua để mình hàng luôn. Dạ, giờ mình xuống cầu đi hả chú Ba? Lên đi con. Nhà chú Đặng cho mượn xuồng nó xong nha. Cảm ơn chú Đặng nhiều nha. Từ từ nha, móc ra mà. Nay chú Đặng lại tiếp tục cho kéo điện luôn. Cảm ơn chú. Nhưng mà kinh thành cao quý. Cá này nè, làm được tạch giấn nè. Tạch giấn hả chú Đặng? Giấn phải mua. Cây nhà lá vườn. Con lên nghe chú Ba. Con lên được, không sao. Khoan nha, để con lên trước tới chú. Ông cameraman nặng quá. Rồi chú Ba. Anh là giữa đi, là giữa ngồi được. Dựng dầm ra đó. Chừng nào mới dở, không dở hết hả chú Ba? Dựng dầm ra mới dở. Dở khó đi dở làm luôn. À vậy hả chú Ba? Không ngày mình ăn cơm ở nhà của chú Tư hả chú Ba? Đông người làm không chú Ba? Chắc. Dạ. Mùa lúa ha, người ta đi làm nhiều. Rồi mấy chú từ thiện tiếp mình hả chú Ba? Con khoan nghe, khoan nghe. Nó níu sợ chú Ba lọt sông. Bước lên, bước cái bắt. Con thấy chỗ này rồi. Gọi chú Ba lên được không? Được. Chú cầm trong nước. Được là đi ra cho chú làm được. Chú cột dây cả. Để con cột cho. Cột qua cây dừa cho chắc. Có cái chỗ đó chưa? Rồi, đây rồi, đúng rồi. Rồi, xong. Lên. Leo núi. Đổ không chú Ba ơi? Được. Leo núi. Bò lên. Ủa sáng giờ mình đi, hồi trưa giờ mình đi cũng vậy thôi chú Ba. Bà con ở đây rất vui mừng, là cái cầu ta mừng lắm. Dạ. Nhưng mà cái đường này làm thua luôn nữa, rồi bà con còn mừng nữa. Dạ. Đường đang làm hả chú? Té bữa nay phải nhập viện rồi. Vậy hả? Vậy, cái này phải té cầu này cũng nhập viện luôn. Trời ơi. Cái đường là đang làm hả chú Ba? Cái này là mình làm mang cá hả? Cái mố cầu hả? Mầm đem bóng băng rồi đó. Dạ. Cái này là cây đò 4 tấc 7 tấc rồi đổ cái dĩ dưới 7 tấc rồi trồng cừ rồi đổ mấy dĩ dưới rồi mới đổ cái đà liên kết rồi nửa dầm của mình mới kết đây. Dạ. Ở dưới đá là đá đá 46 ha, dĩ sắt để dưới 7 tấc dài 2 thước 5, sắt là sắt 10 hả chú Ba? Sắt 10
là mình làm cái mố cầu. Đà với cầu là sắt gốt. Ờ, à, cái sắt này bự lắm nè. Ừ, đà đó. Dạ. 4 cây, 8 cây. Là mình làm được bên đây, hình như nó rộng hơn cái cầu cũ quá ha. Rộng, nhớ. Dạ. Yeah. Cầu cũ mình đó, nó thước là làm mà, cầu này tới 2 thước. Mà cầu này rộng hơn. Dạ, con thấy cầu này rộng hơn nè. Im quá à, mình đi qua được không chú? Quá ghiệu rồi. Mấy cây sắt này để đây gớt không? Gớt, để đem sắt 14 nè. Sắt 14. Cái này là mình đang làm gì vậy chú? Đang kết trụ. Kết trụ. Kết trụ là hai cây kết vô trụ nữa, mình vô dầm nằm trên đây nè. Dạ. Mình năm dầm nằm đây. Cây này gọi là cây gì vậy chú ba? Cây U120. Cây U120 hả? Cây cặp cổ đà. Dạ, hai cây. Hai cây. Ở dưới hai cây nữa. Ừ. Ở dưới đó và bắt hình chéo ha. Hình chéo đi thẳng. Dạ. Cái này làm củi được hết rồi. Đâu có còn xài được nữa. Còn cây vê đó mình chắc ngang là để làm. Vê đó là nữa là chạy con lương hai bên. Dạ. Dưới làm cổng chào. Con lương hai bên hả? Ừ, lương hai bên. Giống như bên đó đúng không chú ba? Lương hai bên. À, với làm cổng chào, còn cái này cũng bắt y gian bên kia luôn. Cái này là cặp cổ đà. Cặp cổ đà. Cái dầm mình nằm trên này nè. Dạ. Nếu mình năm cái dầm nằm trên này nè. Sắt hay là đá xi măng đồ là mình mua đủ hết chưa chú ba? Chưa, hơi thiếu cái đầu kêu cái đó. Bây giờ cái đường này vận chuyển vô đây khó quá. Đồ đạc đồ đem vô đây khó khăn lắm hả chú? Khó khăn lắm. Mưa rồi bữa đó chạy vô đây đâu được, chạy bên sông. Mới đem nó kẹt diễn qua đây. Ôi, vất vả quá chú ba. Cực lắm. Vậy là hai công đoạn. Đó mình làm đây rồi nè. Ở đây một cái mố cầu nữa nè cô chú. Cầu y vậy đó. Rồi bên kia cái mố. Rồi mình ngày mai bắt đầu vượt dầm ra. Dầm mới liên kết vô đây. Dạ. Bao nhiêu cây dầm chú ba? 5 dầm. 5 cây dầm. Ừ. Dầm U100. Dạ. Còn là U120. Để mà muốn hình dung rõ mình nhìn qua bên cây cầu bên đây nè cô chú. Nó cũng sẽ tương tự như vậy á. Y vậy đó là con cầu y vậy. Dạ. Lan can cao thước 5. Dạ. Là từ cầu lên từ là lan can làm sắt nam. Còn mấy cái đường mình đi qua cây cầu, cái mặt cầu á, là mình làm cái sắt đó là sắt mấy? Sắt phi 12. À, sắt phi 12 á, mình đi qua đi lại. Cái cầu này là 2,5 m. Dạ, cầu này nó là cái gọi là cây cầu sắt. À, dạ. Còn cái cầu ở trong kinh tư thì gọi là cầu treo. Cầu treo. Dạ. Ở đây đá là mình để đây hả chú ba? Ở đây. Cầu sắt chúng ta bên xài khoảng 25 năm. Đến 30 năm. Dạ. Đây là cái phần đá nè cô chú, cát đá này là vận chuyển để trong đây nè cô chú. Dạ. Cái đường này hiện tại chắc không đi được nữa chú ha, mình ngưng này, mình cho mọi người đi bên kia. Dạ, rồi bơi xuồng qua. Ở trong đó là mình làm gì chú ba? Đó là cái túp lều để mình ngủ giữ đồ. Ý là có người ngủ đây hả chú ba? Con nữ gì ngủ giữ giùm. Tại vì ở đây là không có được giống như ở trong nhà của chú Ba Cảnh đó cô chú. Thì chỉ có cho anh em tối ngủ là mưa gió nè. Trời ơi, tối là ai ngủ đây chú ba? Có người giữ ông chủ nhà đây bà. Chú Tư Mâm là giữ đồ giùm á cô chú, do là điện đùng rồi thiết bị máy hàng đồ á ở trong quê á, rồi vắng nữa, rồi không có được giống như trong nhà của chú Ba Cảnh. Chung chú Ba Cảnh thì mình gửi nhà được, còn đằng đây á nhà của chú Tư đi lẳng nó cũng rất là xa luôn, cho nên là không gửi được. Dạ, là ngày mai mình làm. Mai làm. Cái này là mình đã được sơn lại rồi hả chú? Sơn chống xét rồi, mình làm còn sơn nước nữa. Dạ. Bảo vệ tốt. Còn mấy cây vê này? Cây vê này là cái này là vê 7 này chụp lan can. Dạ. Vê 7 này chụp lan can. Cái này V7. Ờ, còn này V5 là trụ đứng lan can. V5, bên đây cũng V5 luôn. À, V5 luôn. Dạ. Còn này là dầm dọc. Dầm này. Dọc. 5 dầm dọc. Dạ. Mình đã được dầm sơn hết rồi. Ừ. Nước sơn ở chưa đó chưa đủ, ngày mai trả tiếp tục nữa. Chưa đủ nữa hả chú? Thì con đường vào đây nó khó khăn nhiều lắm cô chú, do là cái con đường nó rất là nhỏ luôn, rồi thêm là sình nữa, cho nên là vận chuyển đồ đạc vào đây thì nó khá là vất vả, nên là cũng sẽ chậm tiến độ một chút. Với lại do mấy ngày nay trời mưa mọi người làm nó cũng khó khăn á. Dạ. Đây, cái này là sắt sẽ lót cái phần mặt cầu để mà mình làm cái đường đi lên cây cầu đó cô chú. Mình sẽ rồi chuyện nữa mình sơn màu đỏ. Sơn màu xám. Xám hả chú? Bên kia cũng thấy hình như màu đỏ đúng không? Màu xám. Xám hả? Dạ. Rồi chuyện nữa. Con này mùi hả chú? Sắt mùi hả? Đó là sắt mùi dĩ. À, mình làm dĩ ha. Mấy cái sắt này ha, là mấy cây dầm này nè, mấy cây vê này là mình cũng phải ngủ giữ hả chú? Dạ. Dạ. Có người bà con bảo vệ.
lại đây tới mâm rồi tấu lại đây bảo vệ. Dạ, lại đây cũng thương chú ha, chú lại đây chú giữ chú bảo vệ giúp cho cây cầu của mình. Nay mình làm được 2 ngày hả chú? Chú Ba, cây cầu này á sắp tới mình xây dựng nên rồi thì cái tải trọng của nó là khoảng xe bao nhiêu tấn là qua được hả chú Ba? Hai tấn à? 2 tấn là đi qua lại thoải mái. Dạ. Xe ba gác là chạy qua được ha. Rồi máy cày cũng qua được luôn. Máy cày nhỏ qua được. Xe thì hai xe chạy lên xuống thì cũng không sợ đụng nhau. Mới có phải dạ. Đã chung người đẹp nổi. Phải đi được bên trong rồi đây. Cũng vất vả quá ha. 2 tấn sắt thành 4 tấn. 2 công đoàn, 2 công đoàn. 2 tấn sắt thành 4 tấn. Dạ. Thì hôm nay con với lại chú Ba cũng đến cây cầu kênh 600 á để cho cô chú anh chị và các bạn được nhìn ngắm rõ hơn và sắp tới nó sẽ thay đổi diện mạo như thế nào nha cô chú ơi. Thì quá trình làm cầu sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, thì hôm nay mới là ngày thứ 2 thôi, và còn những ngày sau nữa thì chú Ba cũng như lại các cô các chú và trong đội công trình á sẽ tiếp tục làm cây cầu kênh 600 nhanh nhất có thể cho mọi người được đi qua lại thuận tiện hơn. Một lần nữa thì con cũng xin phép được chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân, đầu tiên đó là bà Châu Thị Thứng, tiếp theo nữa đó là chú Hưng và cô Vicky, gia đình cô Rất Hồng, và chú Đạt Dương, cô chú Thế Phong, cô Hưng Mã, chú Nghiệp, cô Dung, anh chị Dô Trinh, anh Jimmy Minh Ngô, và đặc biệt ngày hôm nay thì có thêm một vị mạnh thường quân thứ 10 nữa cô chú ơi, đó là mạnh thường quân Diệu Ngọc, gửi thêm cái số tiền là 500.000 để mà mình tiếp tục cái quá trình ăn uống cho các bà con trong lúc xây dựng cầu. Dạ thì con một lần nữa rất là cảm ơn tinh thần của chú Ba đã cùng chung tay với lại các vị mạnh thường quân trong nhóm thôn nữ miền Tây, mình cùng với nhau để mà tạo dựng nên một cây cầu thật là đẹp cho các bà con kênh 600 đi qua lại thuận tiện và an toàn hơn. Kính chúc cho các vị mạnh thường quân lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Mình đi thôi chú. Thì chú Ba giờ này đi về hả chú Ba? Cầu cũ thì nó có 4 cây đà. Làm củi thôi chú Ba. Dạ. Quá một rồi, cầu này đi nguy hiểm lắm. Bởi vì té hoài à. Lúc này mình làm á, làm cũng đang mưa gió. Thứ hai nữa là bà con đang xả lúa mùa màng. Thành ra bà con ta không tiếp mà được nhiều. Ít người chứ. Ít người. Ta xả lúa rồi ta mới tiếp. Và họ mới cầu đó tiếp ngày cũng mười mấy người, 20 người. Dạ. Yeah. Còn lúc này đang xả lúa mùa vụ. Tranh thủ. Hôm trước thì cắt ha, nay xả lại rồi. Nay xả đó, ta đang xả. Dạ. Mơi mới xả lúa, đất trời mơi mới xả. Còn điện đồ mình kéo bên sông kéo qua. Dạ. Yeah. Nay không có điện. Nhưng mà được cái phước là mình nhóm thôn nữ miền Tây đã hỗ trợ kinh phí và vận động bà con làm cái cầu, thì chính quyền địa phương sẽ tiếp tục làm con đường lộ này luôn, kéo điện kéo nước luôn cho bà con luôn. Rồi vậy là quá may mắn rồi, có cầu này xong rồi tạo cái duyên rất là lớn luôn để mà làm đường và làm điện và làm nước nữa cô chú. Thì quá quý cho cái tinh thần đó. Cái đường này của công ty Bảo vệ thực vật An Giang nó tài trợ. Gì hả chú? Tài trợ cánh đồng mẫu. Wow. Vậy là tài trợ nguyên con đường luôn. Đường luôn. Dạ. Dạ nữa là kéo điện kéo nước vô đây là bà con về đây sống chắc nhiều lắm á. Dạ mình đi chú ơi. Tối rồi.